Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Sắc mặt của Phan Trọng cũng đã hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong tu hành giới có những người tu luyện giỏi nhiều loại công pháp, trong số đó có rất nhiều thiên tài, người thật sự có thể tập hợp sở trường của trăm nhà đếm trên đầu ngón tay, có thể nhẹ nhàng tự do thi triển ra. Từ hàng phổ độ như vậy rất là hiếm thấy, ai sẽ rảnh rỗi đến mức chuyên tu luyện một thủ đoạn loại trị liệu này cơ chứ. Tuy hiệu quả trị liệu của từ hàng phổ độ không tệ, nhưng mà có thể phát huy ra hiệu quả như vậy rất là hiếm thấy. Sắc mặt đang dần dần hồi phục, hơi thở cũng đã tốt hơn so với trước đây. Độ trung thành cộng 5%, đa tạ. Tuy hắn xuất thân từ Tịnh Minh Đạo, nhưng mà bây giờ tồn vong của Tịnh Minh Đạo hắn lại không hề đặt ở trong đầu. Có điều đây cũng coi như là một thu hoạch lớn. Phan Ni Thiên tốt xấu gì cũng là đệ nhất cao thủ của Tịnh Minh Đạo, ngang hàng với Lãnh Na. Phần thưởng điểm công đức của bộ hạ là 2.000 điểm, rất khó kiểm soát. Lần này kiếm được không ít, cái giá phải trả lại chỉ là một tấm một kích chí mạng, đưa hắn về Kim Đình Sơn. Đồ nhi tuân lệnh. Làm sao để lên đây với thân phận và địa vị này, chủ động lên tiếng cũng không tốt lắm nhỉ. Chắc là chi viện trong cung đã tới rồi, quan tâm làm gì, tới bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Sư phụ cẩn thận có bẫy. Không sao. Đi về phía đông của bờ xấu Tây Hồ, mình có cần đi theo hay không? Vết thương hồi phục được một nửa, tu vi hồi phục được hai phần. Bây giờ mình thật sự là không, là một phế vật, kéo chân sau, có lên đi theo hay không? Nếu ngươi sợ thì cứ đợi ở đây đi. Nực cười, nếu lão phu sợ, sao có thể một mình tới Ma Thiên Các? Ta không cần dùng nguyên khí cũng chạy nhanh hơn ngươi. Chạy lén đê tiện. Mình có nên đuổi theo hay không? Điều khiển phi niễn không quá thuần phục, đi đường lớn thì không thành vấn đề, theo sư phụ đi vào đường nhỏ rõ ràng là không tiện. Bỏ đi, vẫn là ở tại chỗ chờ đợi thì hơn. Có một nhóm đại não ở đây, không có chuyện gì là không giải quyết được. Sắc mặt của ngươi nhìn có vẻ như là sắp chết rồi, vết thương của ngươi bị rách ra rồi kìa. Mặt dày, phi thư của vạn bối vẫn là thuận lợi truyền qua đó rồi, nếu không sẽ không gặp được lão tiền bối. Sao ngươi biết Mạc Khí đang ở đây? Chuyện này đơn giản, ta chặn phi thư của Mạc Khí, hắn đang điều động cứu viện ở khắp nơi, người chỉ có thể cứu hắn chỉ có Mạc Ly. Hoa Trượng xin chào, xin chào. Thủ lĩnh Hắc Kỳ, Phạm Đại Nhân, xin chào, xin chào. Cút. Vẫn là Hoa Trưởng lão bình dị dễ gần. Ây ô, tên khốn ở đâu ra thế này? Con mẹ nhà nó, mình có ý tốt chào hỏi họ mà lại đáp lễ như vậy sao? Hắn là ông cổ Phan Trọng, đại nhất cao thủ của Tịnh Minh Đạo. Ông, cút. Nghe nói đại nhất cao thủ của Tịnh Minh Đạo đã rời khỏi tông môn từ lâu, biến mất cả trăm năm, không ai biết hắn đã đi đâu. Không ngờ lại xuất hiện ở Ma Thiên Các. Tuy đại não như vậy không bằng tổ sư gia của Ma Thiên Các, nhưng mà cũng là hạng không dễ động vào. Vẫn là khiêm tốn một chút mới tốt, mạng nhỏ quan trọng hơn. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, nể mặt ta đã cứu Phan Trọng, đừng chấp nhận với ta. Là người đã cứu Phan Trọng, nếu không phải ta nhanh tay nhanh mắt ra tay cứu hắn, hắn sớm đã chết rồi. Mới thần đình cảnh đã muốn đánh đến Mạc Khí, đúng là không tự lượng sức. Mặt dày, đại nhất cao thủ của Tịnh Minh Đạo đang còn chắp tay cảm ơn ngươi kìa. Đều là chuyện nhỏ, đều là chuyện nhỏ. Không không không, không cần phải cảm ơn, suy cùng giữa chúng ta là quan hệ hợp tác. Nói như vậy, bản tọa vẫn là phải cảm ơn ngươi. Không không, không cần phải cảm ơn, suy cho cùng giữa chúng ta là quan hệ hợp tác. Ngữ khí này nghe có vẻ như là thấm vào con người. Khi nãy ngươi nôn ở bên cạnh nhìn nén, tại sao không ra giúp đỡ? Đây là Mê Ni đại trận, vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt. Hơn nữa cao thủ như nào mà khí,
đâu có phải là người mà loại tôm tép như ta có thể đối phó. Ta dẫn các người tới đây là muốn nói với các người, mau đi đi, nếu đợi đến lúc người trong cung tới thì đã muộn rồi. Không phải người đã cản phi thư của Mạc Khí rồi sao? Người ta phi thư bao nhiêu lần, ta cũng không thể nào cản lại tất cả. Chi viện ở trong cung tới rồi, có sợ hay không?